Hôm nay các bạn hãy cùng mình xem Grand World Phú Quốc về đêm có gì hay nha. Đây là thiên đường giải trí, mua sắm, lễ hội độc đáo và đa dạng bậc nhất Đông Nam Á. Với chuỗi trải nghiệm kỳ thú xuyên suốt 24 giờ xóa nhà khoảng cách giữa ngày và đêm duy nhất tại Đảo Ngọc thuộc siêu quần thể Phú Quốc United Center. Chỗ mình đang đi đây là đường băng của sân bay Dương Đông cũ đó các bạn. Khi đến Grand World, ập vào mắt mình đó là công trình huyền thoại tre. Huyền thoại tre là một công trình xây dựng bằng tre tại Grand World Phú Quốc. Vì được xây dựng hình ngôi nhà nên được gọi là nhà tre. Nhà tre Phú Quốc hiện là ngôi nhà bằng tre lớn nhất Việt Nam hiện nay và một lần nữa khẳng định với du khách thế giới đây là công trình của người Việt, tinh thần của người Việt. Grand World lấy cảm hứng dựa theo các thành phố ở châu Âu chẳng hạn như Venice. Sau đó thì mình đi dọc theo con đường bên con kênh Venice thu nhỏ này. Ở đây thì có khá nhiều hàng quán hấp dẫn, chẳng hạn như món kem cuộn Thái Lan. Các bạn hãy cùng xem chú làm món kem cuộn chanh dây nha. Tiếp theo đó là món kem cuộn vị khoai môn. Thành phố không ngủ này. Nhà chị chưa ăn cơm. Sau đó thì mình thuê xe điện dạo một vòng khu Grand World. Ở Grand World còn có cả casino đấy các bạn.
đây là lễ hội sắc màu Venice diễn ra vào lúc 22 giờ đêm. Khá là dài nên mình chỉ đăng một đoạn ngắn cho các bạn xem. Tập sau thì mình sẽ đăng full lên. Thank you.